Kính thưa quý vị, người dân Việt Nam hân hoan đón mừng năm mới. Cả nước Việt Nam, dù trong năm qua, nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn do tham nhũng và điều hành yếu kém của Cộng sản Việt Nam, nhưng người dân cũng gạt qua những lo lắng để đón mừng năm mới Tết Dương lịch. Tại Sài Gòn, đêm ngày 31 tháng 12, dòng người từ khắp nơi đổ về trung tâm Sài Gòn vui chơi, xem bắn pháo hoa đón năm mới 2013. Hình ảnh nón lá hoa hướng dương được kết từ những bông đèn lung linh tỏa sáng rực rỡ trong đêm. Các tuyến đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ nhộn nhịp với hàng vạn bạn trẻ vui chơi. Tại hai điểm bắn pháo hoa ở quận 1 và công viên văn hóa Đầm Sen, nhiều người gia đình tranh thủ đến sớm để tìm chỗ đứng lý tưởng. Ở các con đường quanh khu vực người nước ngoài lưu trú như Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Nguyễn Thái Học có rất đông du khách ca hát nhảy múa. Và kính thưa quý vị, đến miền Trung của Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng thì gần 2 vạn người dân cùng du khách đã đến quảng trường 29 tháng 3 của thành phố Đà Nẵng để xem chương trình ca nhạc đếm ngược thời gian chào đón năm mới 2013. Và trong chương trình này được nói là thực hiện với quy mô lớn, quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Và chuyển đến Hà Nội, miền Bắc Việt Nam nhộn nhịp đón giao thừa quanh Hồ Hoàn Kiếm. Bắt đầu từ 17 giờ chiều 31 tháng 12, hàng ngàn lượt người khắp nơi đổ về xung quanh Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ để mừng Tết Tây. Khác hẳn trong không khí có phần chìm lắng trong 2 ngày qua, từ ngày 19 giờ tối và không khí đón mừng năm mới rộn ràng dần lên quanh khu vực Hoàn Kiếm. Trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, phố Hàng Đào, nhiều sân khấu ca nhạc được dựng lên thu hút rất đông người xem. Sân khấu xiếc hài, trước cổng nhà hát múa rối thì hàng chục chuyến xe ô tô chở khách cỡ lớn, chở từng đoàn khách quốc tế vào nhà hát xem múa rối dịp cuối năm. Trên tuyến đường Hàng Mã, Hàng Bạc có rất nhiều du khách quốc tế dạo bước tham quan phố cổ, chờ đón giao thừa. Và càng về khuya càng có rất đông bạn trẻ khắp nơi đổ về xung quanh khuôn viên Hồ Hoàn Kiếm để tham dự các chương trình ca nhạc chào đón giao thừa và đón mừng năm mới. Năm 2013 đang dần đến theo từng tiếng tách tắc của kim đồng hồ trên đỉnh tòa tháp nhà bưu điện trung tâm đối diện với tháp chùa đẹp lung linh và phía dưới là rất đông người hò hét và đếm ngược.